Trưa nay thì bạn Tam đã có đôi lời phát biểu rồi. Thay mặt cho các bạn Lạng Sơn thì trước hết cũng xin trân trọng cảm ơn các bạn đã chọn địa điểm họp lớp tại tỉnh Lạng Sơn. Và chúng ta đang ngồi tại đây là tại xã Bắc Quỳnh của huyện Bắc Sơn, là một khu du lịch cộng đồng. Thì nói sơ qua là Bắc Quỳnh thì hiện nay là ở thôn này có khoảng hơn 400 nóc nhà là nhà sàn, và toàn bộ đều là khu du lịch cộng đồng hết. Dân tộc Tày sinh sống là chủ yếu. Và nếu mà nói về văn hóa văn nghệ thì là sẽ có hát then, đàn tính, hát chầu. Thay mặt cho các bạn Lạng Sơn thì cũng rất là cảm ơn các bạn đã ghé thăm với Lạng Sơn, và đặc biệt là đã quan tâm đến chúng tôi và đến với chúng tôi, những người con của Ninh Bình hiện nay đang sinh sống tại Lạng Sơn. Và trong bữa tối ngày hôm nay thì cũng xin được giới thiệu với các bạn là có bạn Thắng làm ở phòng giáo dục huyện Bắc Sơn, và bạn Hương là vợ của bạn Thắng thì là bạn của bọn tớ, thì cũng mời các bạn đến đây để giao lưu cùng với các bạn. Hai bạn đều là trong ngành giáo dục hết. Và có đồng chí Toàn và đồng chí Thịnh thì đến để hỗ trợ cho cái bữa tối hôm nay. Và tớ dành cho các bạn là một điều đặc biệt, đó là toàn bộ là đặc sản của Lạng Sơn. Có lợn quay, có bánh chưng đen. Bánh chưng đen thì là món ăn của đất Bắc Sơn. Và cơm nắm, rồi là bánh phở. Tớ dành một cái điều rất là đặc biệt là mời các bạn một bữa tối đặc trưng của đất và người Lạng Sơn. Cuối cùng thì không biết nói gì, thì rất là cảm ơn các bạn đã đến với Lạng Sơn và đến với chúng tôi và chia sẻ những cái khó khăn vất vả của chúng tôi khi mà chúng tôi sống ở xa quê. Một lần nữa thì chúc các bạn sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và mong muốn là chúng ta sẽ còn nhiều dịp nữa các bạn sẽ đến với đất Lạng Sơn. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Thì sau đây xin trân trọng mời bạn Mai Trâm Anh, lớp trưởng lên. Các bạn trong ban tổ chức, có thể là chính xác là bạn Tam và bạn Hà. Thưa toàn thể các anh các chị có mặt trong buổi giao lưu ngày hôm nay, thưa toàn thể các bạn thành viên của lớp 12D, thật vinh dự, tự hào và rất là hạnh phúc khi mà được các bạn ở trên Lạng Sơn rất là nhiệt tình và tổ chức một cái dịp hội lớp, đặc biệt là sau cái dịch Covid 3 năm mà chúng ta mới có dịp để mà hàn huyên, để mà gần ngồi lại bên nhau, nhìn lại những kỷ niệm và ôn lại những cái tình cảm của một thời đáng nhớ. Ở đây có từ là 28 năm tìm về kỷ niệm. Thật sự là giàu tiền giàu của ở đâu tớ không biết, nhưng mà cái quý giá nhất và cái giàu nhất đối với tớ cảm nhận là các bạn có những cái sự từng trải nghiệm được nhiều, và có những cái cảm xúc thăng trầm, có những cảm xúc quý giá nhất, cảm nhận được sâu lắng nhất, thì những cái người đấy là những người có hạnh phúc nhất và giàu nhất. Đối với tớ cảm thấy là như thế. Hôm nay thì tớ thấy rằng là 12D có một cái tiếng gọi đặc biệt, đó là một sự quan tâm, một cái tình cảm của các bạn, đặc biệt ở đây là bạn Tam và bạn Hà, đã rất nhiệt tình với lớp. Bạn Tam ạ, có thể nói rằng là chúng ta lên đây là theo tiếng gọi của tình bạn của các bạn. Thực sự là một sự cố gắng rất là nhiều. Hôm nay lần đầu tiên có một bạn sau 28 năm lần đầu tiên đến học lớp, thì tớ cũng xin giới thiệu, đó là bạn Phan Quang Đạo. Xin bạn đứng dậy để cho các bạn có một tràng pháo tay chào đón lần đầu tiên bạn đến học lớp của chúng ta. Thực sự là tập thể ở Ninh Bình, Hà Nội thì 200 đến 300 cây số, và từ Lào Cai các bạn về đây cũng tầm hơn 400 km để mà đến ngồi lại bên nhau hôm nay. Thật sự là tớ thấy là rất là ý nghĩa, và có lẽ là 12D chúng ta là giàu nhất bởi vì cái tình bạn rất là tuyệt vời. Tớ cảm nhận thấy điều đó và rất là vô cùng trân quý và cảm ơn các bạn. Thay mặt cho tập thể lớp, xin cảm ơn hai bạn Tam và Hà đã tổ chức cái buổi họp lớp ngày hôm nay một cách đầm ấm và xúc động nhất. Cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị, chỗ anh Toàn và các anh chị em đã rất là nhiệt tình với bạn Hà và bạn Tam để thể hiện đất và người, con người Lạng Sơn để đón đoàn của lớp 12D trường phổ thông Nguyễn Huệ chúng em. Hôm nay các anh chị rất là nhiệt tình, tình người Lạng Sơn thì rất là gắn bó và rất là xúc động. Nên một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe,
các anh các chị trong đội nhóm của bạn Hà và nhóm của anh Toàn đã trợ giúp chúng em ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Chúc hội ngộ của chúng ta ngày hôm nay thành công, rực rỡ. Anh em ơi! 1, 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, go! Trên quê hương em, xứ Lạng Sơn xanh mây bồng bềnh với nắng. Chim ca xíu xít vui cùng hoa đào đua nở, đón xuân sang vui cùng bạn em. Về Lạng Sơn có phố Kỳ Lựa, có nàng Tố Thị, có chùa Tam Thanh. Về Lạng Sơn mênh mông núi mẹ hào hùng núi cha, nghe câu hát then để ai còn nhớ. Về Lạng Sơn với câu hát ngọt ngào, có sli có lượn vang núi rừng biên cương. Về Lạng Sơn thơm hương hoa hồi lắng vào cõi mơ, đưa ta đến đây để thương để nhớ. Về cái tên suối mỏ mắm, xưa kia trong vùng có một ngôi làng chuyên sản xuất và buôn mắm do người Quảng Ninh di cư lên. Trong một lần họ đi bán mắm ở Lạng Sơn về có đi qua khu vực suối dừng chân và nghỉ ngơi uống nước. Thấy xuất hiện một dòng suối trong vắt, mát lạnh mà lại còn rất ngọt. Thấy vậy, những người buôn mắm đã đổ tất cả số mắm còn lại để lấy thùng đựng nước gánh về làng dùng. Do lượng mắm đổ đi rất nhiều, mùi mắm lan tỏa khắp nơi nên từ đó dòng suối này mới có tên gọi là suối mỏ mắm. Đến với xứ Lạng, ngoài việc khám phá, phiêu lưu những dãy núi hùng vĩ, những cung đường nguy hiểm,
du khách có thể dành thời gian dừng chân tại con suối mang tên Mỏ Mắm này. Suối Mỏ Mắm chỉ cách trung tâm thị trấn Bắc Sơn khoảng 24 km, đường đi rất dễ dàng, vì thế nếu có dịp ghé thăm Lạng Sơn thì đừng bỏ qua điểm dừng chân lý thú này. Dù con suối là điểm đặc trưng của khu du lịch này, nhưng khi đặt chân tới đây bạn sẽ phát hiện được ra nhiều góc nhỏ khác cũng xinh xắn không kém. Dọc theo con đường dẫn vào suối là những khu vườn hoa đầy màu sắc, điểm tô bởi những chiếc chong chóng giấy vô cùng đẹp mắt. Đây thực sự là chốn nghỉ dưỡng, dã ngoại dịp cuối tuần dành cho gia đình và hội bạn. Về đây quê hương em, qua đèo Tam Canh dốc lưng chừng núi, mây vần bay mù gió hát, thắm tình xuân lắng sóng hoa đào. Về đây quê hương em, những đêm nhà sàn đơn sơ ấm áp, hẹn anh đến ngày trở viên và câu then ai hát ngọt ngào. Về đây thung lũng băng sơn chập trùng núi chập trùng mây, những dòng suối hôn quanh đồng lúa, những vườn quýt vàng ươm chim quà cho quê ta. Kính thưa toàn thể các anh chị em trong đoàn cùng toàn thể các bạn lớp 12D thân mến. Hôm nay là ngày thứ hai trong cái chuyến hành trình lớp 12D chúng ta họp lớp năm 2022 sau rất nhiều cái thời gian mà giãn cách do dịch bệnh và chúng ta cũng không được gặp nhau. Thế thì hôm nay là buổi
thứ hai sau cái buổi này, mọi người dùng bữa cơm xong thì chúng ta sẽ tạm thời chia tay nhau. Bạn Hà thì sẽ ở lại đây cùng với các anh chị ở đoàn Lạng Sơn để ở lại đây. Còn mình thì sẽ đi theo xe cùng các bạn đi về phía Ninh Bình. Thế thì thực sự mà nói là nhìn các gương mặt đến thời điểm này cũng rất là mệt mỏi. Đấy, nhưng mà phải nói rằng cái chuyến đi này, hôm qua thì bạn Trâm Anh và bạn Hà đã phát biểu rồi. Hôm nay mình xin phép bạn Trâm Anh và các bạn được nói đôi lời. Cái chuyến đi này đã được sắp đặt cách đây một tháng. Với cái sự nỗ lực, cố gắng sắp xếp công việc của các bạn. Và đến nay thì chúng ta cũng đã tham gia được cái cuộc họp lớp ở một cái nơi cũng rất là xa xôi, nơi biên cương, địa đầu của Tổ quốc, mà mình và bạn Hà đã công tác và học tập, làm việc tới nay đã 23-24 năm. Thế thì chuyến đi này mình biết rằng là các bạn dành cái tình cảm cho mình và Hà rất là nhiều. Thực tế mà nói là các cái điều kiện về cơ sở vật chất rồi là danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nó cũng không phải là tuyệt sắc để chúng ta đến đây để chúng ta hưởng thụ. Mà quan trọng là chúng ta đến đây để chúng ta trải nghiệm nơi địa đầu của Tổ quốc. Và có một cái đặc biệt các bạn dành cho mình và Hà, đó là các bạn lên thăm mình và Hà để biết là bọn mình công tác ở đây như thế nào. Thì cái điều đó từ hôm qua đến nay mình muốn nói rất nhiều rồi, Hà cũng nói rồi. Và mình trân trọng, cảm ơn cái tình cảm của các bạn đã dành cho mình và Hà ở trên này. Và các bạn đã hết sức cố gắng đi một cái quãng đường rất xa. Hôm qua đi trên đường mình cũng rất thương, cũng rất xót các bạn đi trên đường cứ gọi Huệ với lại Lan suốt. Ví dụ như Sinh và Nhung nhỉ? Thế, đi hàng mấy trăm cây số. Phải nói là đây là cái tình cảm là chính chứ không phải là họp lớp thì họp ở đâu cũng được. Mà họp ở những cái chỗ gần thì tốt nhất cho các bạn. Nhưng mà lên trên đây khoảng cách rất là xa. Nhưng dù sao thì các bạn cũng được trải nghiệm một cái chuyến đi rất là ý nghĩa. Ở hôm qua chúng ta được vui chơi cùng với nhau, nó có những cái kỷ niệm cực kỳ ấn tượng và sâu sắc, và tới già chúng ta có thể vẫn cứ nhớ và kể cho nhau nghe, kể cho con cháu chúng ta nghe được. Thế thì các cái điều kiện trên này, từ hôm qua đến nay thì mình với Hà là người Ninh Bình cũng không biết được Lạng Sơn nó như thế nào, đặc biệt ở Bắc Sơn. Hà mới vào một lần thôi để đi tiền trạm thôi, cũng nhờ đồng chí Toàn rồi anh em ở Lạng Sơn này là hỗ trợ giúp. Đấy, và hôm qua cũng tất cả mọi việc chúng ta cũng rất là tốt. Đến thời điểm này chúng ta ra đây mọi người cũng không có ai ốm đau gì là cái điều rất là tốt rồi. Thế còn cái khoảng thời gian mà di chuyển từ đây về Ninh Bình thì nó cũng rất thuận lợi thôi, toàn đường cao tốc thôi. Thế và sau bữa cơm này thì Hà ở đây, còn lại là mình sẽ đưa các bạn về dưới Hữu Lũng, cái trạm dừng nghỉ của mình cách đây khoảng 75 cây. Mình mở được khoảng 23-24 năm rồi. Thì mời các bạn vào dừng nghỉ một chút. Sau đó là chúng ta lại trở về với Ninh Bình. Và mình cũng mong muốn như này. Sẽ có những cái cuộc đi chơi xa nữa. Có thể lên Lào Cai hoặc là đi những cái chỗ nào đó hoặc Hải Phòng. Nhưng chúng ta không quan trọng là ăn cái gì, ở đâu. Mà chúng ta quan trọng là đi với ai. Đúng không? Chúng ta đi cùng với tập thể lớp chúng ta. Và 21 con người mà có mặt đây phải nói là cực kỳ, chúng ta là tinh thần đoàn kết của lớp rất là cao. Chúng ta mới đến được cái nơi xa xôi như thế này. Thì mình mong rằng là sau này các cái cuộc chúng ta tiếp tục gắn bó với nhau và duy trì được cái tập thể đoàn kết. Và đi đâu chúng ta cũng có nhau như thế này. Thôi bây giờ ngồi vào mâm có rượu rồi, có đồ nhắm rồi. Mình chỉ xin phát biểu đôi lời như vậy, và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho mình và Hà. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Toàn với lại các anh em ở trong đoàn đã hỗ trợ cho lớp của chúng tôi có một cái kỳ họp lớp rất là vui vẻ, và đặc biệt là ẩm thực của Lạng Sơn thì cũng được thưởng thức rất là nhiều. Cảm ơn anh Toàn. Thế và cảm ơn tất cả mọi người. Anh Thị, đúng rồi, anh Thị. Thế mà hôm nay thì trong đoàn mình thì có
đồng chí Kiên thì có anh bạn ở truyền hình Lạng Sơn. Đấy. Truyền hình quân đội của Lạng Sơn. Vâng. Đấy, thế thì cũng trân trọng mời anh Huyên lên đây ta uống chén rượu giao lưu với nhau. Vâng, vâng, cảm ơn anh chị ạ. Vâng, xin mọi người nâng ly đã nhờ. À, chúc sức khỏe nhá. Thưa toàn thể các bạn, buổi họp lớp của chúng ta hôm nay đến giờ phút này là cũng gần đến giờ phút chia tay. Cuộc hội ngộ nào thì cũng đến hồi kết. Thay mặt cho tập thể lớp 12D, xin trân trọng cảm ơn các bạn trong ban tổ chức, trân trọng cảm ơn toàn thể các bạn thành viên của lớp 12D đã về dự đông đủ. Cảm ơn các nhà tài trợ, chân thành cảm ơn các đồng chí lái xe, các đồng chí nhiếp ảnh gia đã cùng chung vui và ủng hộ cho cuộc hội lớp của chúng tôi thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe của các bạn. Sau buổi gặp hội hôm nay thì chúng ta lại trở về với bạn nẻo đường và với mỗi một gia đình riêng và những công việc riêng của mình. Tớ cũng như là thay mặt cho tập thể lớp kính chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và trong tất cả các bạn mở mọi nẻo đường luôn nhớ về lớp 12D yêu dấu. Một lần nữa cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn. Đừng lũi giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Cờ nối gió đêm vui đôi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dựng tình người trong ngày mới. Thành phố nối con xa vời vời, người trên núi linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Từ hoang vu nam đôi liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tự sinh. Cờ nối gió đêm vui đôi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dựng tình người trong ngày mới. Thành phố nối con xa vời vời, người chiếc nối linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Từ hoang vô nam đôi liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tự sinh. Cờ nối gió đêm vui nơi này, dòng máu nối con tim đồng loại, dựng tình người trong ngày mới. Thành phố nối con xa vời vời, người chiếc nối linh thiêng vào đời.